Nó đã thực tế rồi. Bây giờ các nước bây giờ lớp nào bão tố phong ba rồi sụp đất rồi sóng thần, nói là coi như là cái hiện tượng gần đây là như đất nước Libya, coi như là đang là khổ não, coi như là vô cùng chết chóc không biết bao nhiêu. Thì mình thấy cái cảnh khổ này nó đã diễn rồi, bắt đầu nó sẽ tới từ đây tới cái cùng cuối của cái đời mạt pháp này. Vì vậy mà hôm nay mà để đưa lên cái ý đề, nhưng mà thầy cho biết đó, là có nghĩa là đi đến tới cái khổ bay hồn luôn á, chứ cái khổ này là chỉ là các nước ngoài nó chỉ là nó bị thôi, chứ sau cuối cùng đến cái vùng thất sơn bầu nhiệm đó là coi như là cái cảnh khổ bay hồn. Vì vậy mà hôm nay thì thấy mình thấy thực tế rõ ràng, coi như là bây giờ là nước nào cũng vậy thôi, nó khổ đủ thứ mọi mặt, lớp nào sụp đất sóng thần rồi lớp nào coi như là bão tố phong ba, rồi lớp nào là dịch bệnh bây giờ nó sửa sạn là coi như nó đã sắp sửa nó quay trở lại nữa. Mà chưa đến nói thì tới cái khổ của chiến tranh nữa. Đây mới cái khổ là chỉ có cái tai ách, cái cơ trời thiên cơ đã định. Vì vậy mà hôm nay thành tử đệ đưa ra cái ý đề này thành thật sự là thầy đã bày khai rồi, thầy đã báo tin cho mình biết trước hết rồi. Coi như tới cái ngày giờ rồi thì không còn gì nữa để nói, coi như là bắt đầu cái năm mẹo này đó nha. Mà trong cái tháng 10 này là coi như nó vô cái dòng lội rồi đó. Vì thầy nói mẹo kêu bá tánh lao sao, nhưng mà đến chừng gần rắn máu đào chỉnh ghê. Nhưng mà trong cái năm mẹo này, một cái tháng 10 đó là Phật thầy Tây An ngài nói là lị tuôn dầm về, có nghĩa là chết rồi. Tới cái ngày giờ rồi, huynh đệ cô bác ơi, chứ bây giờ nếu mà còn để bàn bạc cái gì nữa, bây giờ nó đã tới giờ, tới bờ, tới bến, rồi tới cái khổ chúng sanh phải chịu thôi. Vì đây là định luật trời, cái cơ tận diệt mà không khổ sao được. Thầy đã nói là cái cơ tận diệt rồi, thành thử cái khổ nó phải diễn, nó diễn lên hoài. Từ cái chỗ đó thì chúng sanh bây giờ là phải chịu điêu linh nghiêng ngửa, chứ không thể nào để mình mà đặt vấn đề gì hết. Tại vì mình thấy thực tế rồi, cái trước mắt rồi, coi như là vừa qua rồi, trước hết thì đất nước mà đầu tiên thì nói về cái sụp đất là Thổ Nhĩ Kỳ đó, vừa qua rồi giờ tới đất nước Libya. Còn Trung Quốc thì thôi mình khỏi nói rồi, Trung Quốc lúc nào cũng nạn tai dồn dập. Vì vậy mà hôm nay coi như cái cảnh khổ này rồi đây nghe, rồi tới bắt đầu là Biển Đông nó bùng lên, rồi nó vô cái vùng thất sơn bầu nhiệm nữa, thì mình thử cái khổ bay hồn. Mà Đức Thầy mới nói khổ với thảm ngày nay có mấy, là cái chu kỳ Thầy khai sáng đạo đó là lúc đó là không có mấy nha. Nhưng mà sợ mai sau nhìn thấy bay hồn, là nhìn thấy mai sau là cái lúc này nè, cái lúc này là nó vô cái dòng nè. Nhìn thấy bay hồn rồi trừ tà gian còn thiện, chỉ tồn cảnh sông núi máu xương tha thiết. Như vậy thì coi như là đã Phật Thầy đã bài khai rồi, cái khổ là cảnh sông máu núi xương tha thiết. Hoặc là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, thì mình đâu có thể nào tránh khỏi. Vì Thầy lãnh cái sứ mạng trời về nói về cơ pháp Thầy đã bài khai hết rồi, thì hôm nay nó là phải tới giờ rồi, tới ngày rồi, chứ không còn gì nữa để nói. Mà cũng không còn gì nữa lưỡng lự, thì mình thấy vừa qua rồi nó thực tế rồi. Mà các nước bây giờ như vừa rồi sát bên đây nè, đất nước Libya thấy không, tiêu diệt hết, chết không biết bao nhiêu nhà cửa tiêu tan hết, bị cái sóng thần rồi bị cái cơn bão, thành thử là không thể nào diễn tả đâu cô bác huynh đệ ơi. Rồi đây tới đất nước Việt Nam mình nữa, tới đất nước Việt Nam mình nó cái khổ không tưởng tượng đâu. Cái khổ của Việt Nam, tới việc đất nước Việt Nam mình là thầy cho biết là cái khổ bay hồn đó, chứ không phải nó khổ thường đâu. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau là cái lúc này nè, từ trong cái năm mẹo này tới cái bước qua thình tị ngọ mùi là coi chừng khổ bay hồn đó. Hỏi thầy nó bay hồn kiếp vía, kể từ đây nhắn gửi cho ai dỗ chết thầy, trời hạ năm dê đó. Từ đây tới năm dê là nhìn thôi là cái hồn mình bay mẹ nó rồi. Thì coi như cô bác huynh đệ nào nếu có duyên sâu với Phật Pháp á, với Thầy Tổ, thì ráng cố gắng tu hành tinh tấn, ráng niệm Phật siết lên. Cái giờ phút này không còn gì nữa để nói đâu. Tại vì nó vô cái chu kỳ, cái thời kỳ, nó tới cái ngày giờ, cái cơ trời đã định rồi.
mình bây giờ nó thật sự đây cũng như cái cơ vừa qua rồi, thì coi như là quý vị các cô bác huynh đệ thấy không, nó vừa qua rồi nội cái lỡ thôi, lỡ núi núi cấm, lỡ núi dài, lỡ coi như nó báo tin không đó, những cái cơ trời báo ứng nha, để cho mình biết đó. Thì ông Ba Thới ông nói rõ ràng luôn đó nghe, nếu cù lao sụp là phải lỡ cù lao, mà núi nổ thì phải lỡ núi, đó là cái cơ để báo tin sắp sửa là núi cấm nổ. Thật sự là như vậy. Nói hổm có ông đệ cũng quay YouTube mà nó lên nó hỏi một câu hỏi như vậy nè. Nó hỏi thưa huynh tư, đức thầy nói coi như là lầu đài núi cấm lộ nay mai mà chừng nào lộ huynh tư. Hỏi câu nói này cũng hơi gắt thiệt. Nhưng mà không phải đệ nó hỏi để bắt bí đối với Tư Hoàng, nhưng mà thật sự muốn biết coi cái chu kỳ sao. Nhưng mà xin thưa để mà nói, tôi cũng vẫn trình bày cái câu này á, nhưng mà nhắc lời của vàng ngọc của thầy thôi, chứ sự thật ra về cái cơ trời chỉ có thầy thôi, chứ còn đối với mình thì không thể nào mình đã là định ngày giờ năm tháng, nhưng mà chỉ nhắc lại thôi. Nhưng mà để nó hỏi một câu hỏi này, nó hỏi thầy nói lầu đài núi cấm lộ nay mai mà chừng nào lộ huynh tư. Xin thưa để mà nói, xin phép để tôi nhắc lại tí xíu nha. Đức thầy nói như vậy là trong cái bài Thiên Lý Ca đó. Đức thầy nói là đến Thân Dậu cơ trời thấy lộ, đến năm Thân Dậu tay đầy sấm vang, ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, đến Thân Dậu thánh thần náo động. Như vậy thì điển hình là thầy nói rõ ràng là năm Thân Dậu, đến năm Thân Dậu thầy nói năm rõ ràng tay đầy sấm vang hoặc là ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ. Nhưng mà con lộ này đó là nó di diệu lắm. Con lộ này đức thầy khẳng định luôn á, thầy nói lộ đài núi cấm lộ hoặc là ba tiếng sấm đền vàng lộ đó, con lộ này thành thử tới cái ngày giờ rồi. Lúc mà thầy bài khai á, có nghĩa là lầu đài núi cấm lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, thì cái chu kỳ năm 39 thầy khai sáng đạo đó là thầy tỏ bài để thức tỉnh chúng sanh, thì coi như giờ 2023 rồi, không còn gì nữa để nói đâu, mà thầy đã khẳng định là Thân Dậu là không đường nào mà chạy khỏi trong mình, làm sao mình dám nói thành tị về cái ý đề mà cơ pháp này. Anh thử đây là lời của thầy, mình chỉ nhắc lại thôi. Trong cái bài Thiên Lý Ca đó thầy nói rõ ràng luôn đó, nghe 8 câu thơ tứ tiệp nghịch độc. Đức thầy nói như vậy nè, thầy nói nó ó ó tiếng gà coi nguyệt cảnh, chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường. Thì bây giờ mình thiết nghĩ ó ó là con gà mẹ, chích chiêu con gà con là đại ý thầy muốn nói tháng và năm. Nó khẳng định là như vậy, nó chứng minh thực tế đó. Rồi thêm con cái Đức Phật Thầy Tây An ngài cũng khẳng định luôn là đến gà về ổ dậu thì bình an, cũng là gà. Rồi bên bố ông Thánh trong cái tứ thánh ngài cũng khẳng định ngài luôn đó. Hoặc là bên của Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, ngài đã tiên tri rõ ràng luôn đó. Thì coi như và thấy bộc lộ và chữ ngài rõ ràng này, hôm nay Tư Hoàng xin nhắc lại nha. Rõ ràng luôn đó, ông nói mùa thu cúc nở bữa rằm, trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm, yêu đương cũng phải lạc lầm, sau nơi khối lửa sấm gầm xài bôn, lời tiên tri của Đức Trạng Trình. Như vậy thì mùa thu ổng nói cúc nở bữa rằm là ổng nhấn là ngay ngày rằm đó. Mùa thu thay vì ổng nói mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mà mùa thu là thường thường á, ở dưới này mình nói trung thu là tháng 8 nha. Nhưng mà ổng nói ngày luôn, mà đây là khẳng định thầy cũng nói đến Thân Dậu á, đến anh Thân Dậu tay đầy sấm vang. Hoặc là trong cái bài Thiên Lý Ca này thầy nói đó, ó ó tiếng gà coi nguyệt cảnh, ví dụ tiếng gà là con gà mẹ, thầy nói năm nha. Coi ví dụ bây giờ nếu cái cảnh mà không lộ ra làm sao mình coi được. Hoặc là chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường, chích chiêu là con gà con, đại ý thầy nói tháng 8 nữa đó. Ngồi ngó qua giường mà không có cái giường sao ngó, thành tựu ra đúng ngay chân cái chu kỳ cái ngày rằm tháng 8. Thành tựu ra ở đây mình khẳng định là chỉ nhắc lại lời của thầy, là cơ pháp của thầy lộ thôi, chứ mình ba đời mình cũng không biết nữa nha. Xin thưa với quý vị với cô bác huynh đệ, nhưng mà đây là khẳng định là lãnh sứ mạng trời, không nói dốc, không bài khai được. Đây là cái cơ này là cơ pháp này, là thầy nói trắng chứ không có úp mở nữa. Thầy dám khẳng định là năm rồi đâu còn như ít mà. Nhưng mà tại sao thầy nói ó tiếng gà con nguyệt cảnh, rồi chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường, phải gà mẹ gà con, đại ý thầy nói tháng xử lý viên dung
Nhưng mà thầy không có lộ dù tháng 8 thì thật sự, nhưng mà thầy nó lấy cái sự diễn qua cái lý để cho mình thấy ngày giờ năm tháng. Nhưng mà chỉ có Đức Trạng Trình là cơ trời đó, ngài nói tiên tri là 500 mấy năm nay á, ngài nói là ngài luôn đó. Mùa thu cúc nở bữa rằm trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm. Trăng tròn là gì? Trăng tròn là 16 thiếu một. Ông muốn nhấn lại cái là cái ngày gầm nữa đó, là đại ý ông nhấn khẳng định là cái ngày gầm tháng 8 tháng Dậu. Vì vậy mà hôm nay thì nếu chứng minh cho pháp đạo của thầy thì mình thấy nó cũng thực tế rõ ràng rồi. Là thành thử đến có năm Thân Dậu, thành thử cái mệnh đề nãy tôi xin phép để mà chia sẻ đó, là thầy chỉ nói lầu đài núi cấm lộ nay mai, nhưng mà có để nó em nó hỏi chừng nào lộ chú tư, buộc lòng tôi phải trình bày cho thật sự ra tôi không dám. Nhưng mà trình bày là nhắc lại những cái lời vàng ngọc của thầy nha, để chứng minh trên cái đề này nó hỏi thôi. Rồi bây giờ trở lại cái khổ nè, mà cái khổ của chúng sanh là trong bắt đầu từ cái năm Mẹo này nè, ngang rồi đi đến Thìn Tỵ Ngọ Mùi đó thì thôi không còn. Mà ông ba ông nói kỳ này mà thiếu phước đức nữa đó nghe cô bác huynh đệ, sắc gan cũng chảy nữa đó nghe, chứ là không nói tới cái khổ á. Vừa qua rồi thì mình thấy những cái khổ vụ sụp đất sóng thần ha, là hoặc là bão tố phong ba, chứ chưa có chiến tranh nha. Rồi đây nè, đất nước và các nước thế giới nó chiến tranh nó bùng lên một cái này thì không diễn tả cái khổ đâu. Nhưng mà thậm chí nó tới cái chỗ là máu chảy thành sông nữa đó. Mà máu con người ta thì đâu có bao nhiêu, mà thầy đã khẳng định là máu chảy thành sông nữa thì thôi, cái khổ này không còn gì nữa để diễn. Mà ăn cần nhất làm sao cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước mình ráng hoài đầu, gắng thức tỉnh, gắng ăn năn, tự mình độ mình cứu mình, ai ăn nấy no, không ăn đói chịu. Thì thời kỳ này cô bác huynh đệ ai cũng hiểu biết hết rồi, biết là cái cơ trời, cái định lực của trời rồi, cái cơ là tận diệt rồi. Mà không khổ sao được, không sụp đất, không sống thần, ví dụ mà không mà bão tố phong ba sao được. Mà đâu phải kỳ này dòm cho kỹ, đất nước nào mà bị gọi cái chết từ mấy chục ngàn người không, chứ không phải chết ví dụ 5-10 người hoặc 100 người đó. Như vừa qua rồi cái Thổ Nhĩ Kỳ chết cũng mấy chục ngàn người, giờ tới đất nước Libya nè, nó diễn tới hoài đó. Rồi thì coi như là thầy nói trời xây Âu Á bốn phan nha, hết Âu là tới Á. Mà nói châu Á thì coi Biển Đông mà nó dậy lên một cái rồi thì là bắt đầu nó vô tới đất nước Việt Nam mình đó. Mà nó vô Việt Nam mình là coi như là long trời lỡ đất à nghe. Tại vì nó vô tới 5 nước và 18 nước nó tranh bá đồ vương nữa. Thành thử phải chịu định lực trời à, chứ không chạy đường nào cho khỏi đâu. Nhưng mà đúng cái chu kỳ ngày giờ năm tháng thì hôm nay mình đã thấy rồi, thầy đã bài khai cái năm Mẹo này là nó vô cái vòng rồi đó. Nó vô cái vòng của cơ trời định, cái tuần hát này nó vô màn một rồi. Thì màn tuần hát màn một, màn hai, màn ba là giảng tuần chứ không lẽ hát hoài. Nó là như vậy. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ, nói tới cái khổ đây đó, nhưng mà chắc nước ngoài hiện bây giờ người ta đang khổ thôi. Tại vì đang coi như là cái cơ trời định, có nghĩa là nước ngoài đó, các nước đó phải bị như vậy đó, phải bị sụp đất sóng thần đó, hoặc là bão tố phong ba mà chết lần á. Quý cô bác huynh đệ đó, chứng mình thấy thực tế rồi đó, chết không có ít đâu, chết mấy chục ngàn người không á. Bây giờ chết vậy đó, thành thử không khổ sao được, mà không tới sao được. Hồi xưa ví dụ chết một vài người hoặc 5-10 người hoặc chiến tranh đụng với nhau chết ví dụ 100, còn giờ không có, chưa có chiến tranh mà chỉ có sóng thần, có sụp đất mà chết vậy đó. Ngồi đây rồi dịch bệnh tái phát trở lại, chiến tranh nó bùng lên đó. Để cái chiến tranh nào không chạy không khỏi đâu. Lời của Đức Trạng Trình tiên tri nha, Đức Trạng Trình tiên tri là rõ ràng xác thực luôn đó, là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, long là rồng, dĩ là đuôi, xà là rắn, khởi chiến tranh đó. Càng qua xứ xứ khởi đạo binh, mã đề dương cước anh hùng tận, Thân Dậu niên lai kiến thái bình. Mà chính là Đức Thầy, Đức Quỳnh Giáo Chủ, Thầy cũng nói rõ xác thật luôn đó. Mà kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Mà máu đào chỉnh ghê thì chỉ có chiến tranh thôi, chứ không có cái gì gọi để mà máu đào chỉnh ghê. Vì vậy hôm nay coi như là xin thưa quý ông bà, cô bác, huynh đệ trong nước, ngoài nước nha. Dạ, lúc này là mình gán niệm Phật siết lên, mình gán làm, mình gán ăn năn cải hối để sau này á, biết rằng mình tu không đắc đạo, không chứng đạo cũng được ơn Phật Thầy cứu độ,
Vì Đức Thầy đã lãnh sứ mạng trời, Thầy đã bài khai rồi, cứu lương hiền chẳng cứu người, hung kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thành thứ mình làm hiền là Phật cứu à. Mà chiếc này không làm hiền nữa thì rồi khó mong mà sống sót. Vì cái cơ tận diệt, rồi cái cơ trời đã định, rồi quy cổ diệt kim, có nghĩa là cái đời mạt pháp này nó không còn. Bởi là lật đó, Thầy khai sáng đạo năm 39 lật giáo lý đầu tiên, Thầy nói hạ nguyên này đã hết đời rồi. Thành thử cái đời này nó không còn, phải quy cổ diệt kim, dựng lên cái đời tân dân thánh đức. Thành thử cái cơ trời định nè. Cơ là máy, có nghĩa là thiên định. Thiên định rồi Thầy mới lãnh cái lệnh để báo tin cho chúng sanh biết là cái đời mạt pháp này, hạ nguyên này đã hết đời là nó không còn. Thành thử phải khổ vậy đó. Phải khổ bay hồn và phải khổ cả một cái thế giới này luôn. Khắp thế giới cửa nhà tan nát. Chứ Thầy không nói riêng đất nước nào đâu. Rồi cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, không có sao được. Mà bây giờ thành thử ra nó phải sụp đất thôi, phải sống thần, rồi phải bảo tố phong ba, rồi đây tới đất nước Việt Nam mình không chạy đâu cho khỏi đâu. Tại vì cái cơ trời mà cái định luật mà để quy cổ diệt kim mà hết cái đời này đặng dựng lên cái đời tân dân thánh đức. Vì vậy mà hôm nay nói về cái khổ thì xin thưa với cô bác huynh đệ mình không còn gì nữa để nói đâu. Nhưng mà chẳng qua mình còn cái đất nước Việt Nam mình nó chưa tới đó, nó tới sau chút đó. Vì vậy mà hôm nay mình còn nói chuyện, ngồi đây nói chuyện được, nó còn yên nha. Chứ nó tới chuyện rồi thì không thể nào đâu, không thể nào yên được. Mà chưa phải là đây là chỉ có nói là ví dụ là sụp đất sống thần, hoặc là chiến tranh bùng lên rồi đó, không phải chiến tranh vừa bùng xong rồi tới Đại Hồng Thủy. Đại Hồng Thủy thật sự luôn á. Thầy nói, Đức Phật Thầy Tây An Ngài nói ngồi trên mỏ ông két mà có nước rửa tay đó. Mà chính Đức Quỳnh Giáo Chủ Thầy nói là cái dầu tổ đình mà không thấy cái đọt đó. Vì vậy mà hôm nay cái cơ này không thể nào trốn đâu được. Chỉ có mình người hiền, biết làm hiền, biết niệm Phật, biết ăn năn. Tại vì tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Tại sao mà như vậy? Ví dụ hôm qua hôm nay mình hung dữ, mà hôm nay mình biết hoài đầu, biết ăn năn hướng thiện, rồi tâm hung dữ mình không còn. Mình còn cái tâm thiện, sau này Thầy cũng cứu. Khi người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Vì chỗ đó dù mình tu ít, mình mới hoài đầu thoạt, Thầy cũng từ bi hỷ xả tội lỗi cho mình, cứu mình để sống đời thánh đức thượng quân để nối đời. Còn bây giờ giờ phút này mà mình chần chờ, mình không có để tự mình sám hối hận năng, hoặc mình không lo thật trao rồi cái thân tâm mình hoài đầu hướng thiện, thì đường nào mình sống được đâu. Vì định lực của trời rồi, thiên đã định rồi. Bởi Đức Tạng Trình Ngài nó mới khẳng định 10 phần hết 7 còn có 3, rồi hết 2 nữa còn có 1 mới ra thái bình. Mà không chết sao được, không khổ sao được. Nếu mà không có như vậy thì coi như lời của bậc thánh nhân hoặc là Phật mà lãnh định trời bài kha, chẳng lẽ nói dốc sao. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ ơi, mình gắng tu gắng làm hiền rồi, đây cái khổ nó tới đất nước Việt Nam mình nữa nè nghe. Lớp nào chiến tranh nè, rồi lớp nào ví dụ dịch bệnh nè. Chứ đất nước Việt Nam mình tuy chưa có là ví dụ là sóng thần sụp đất rồi nghe thật sự, nhưng mà nước chảy đâu đâu cũng tới. Nó là vậy đó. À, đâu đâu cũng con Phật con trời, nhưng mà tại vì cái cơ tận diệt quỷ diệt rồi. Nhưng mà tại vì đất nước Việt Nam mình là nằm trong cái cuốn rúng, thành thử các nước ngoài thì là khổ trước, khổ xong hết rồi, tận diệt xong rồi mới tới đất nước Việt Nam mình. Tới đất nước Việt Nam mình vô cái vùng thất sơn màu nhiệm là coi như là rồi đó, là xong phiên đó, là không còn gì nữa để nói đâu. Thì giờ hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ, có nghĩa là để góp ý xin chia sẻ, để mà nhắc nhở cô bác ơi, mình không có cái gì khác hơn á. Tất cả vật chất trên cõi đời này, nếu con người mình tắt thở thì cũng nắm tay không. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ để mà phiên với cô bác huynh đệ mình gắng làm hiền, gắng niệm Phật đi. Bây giờ không còn gì nữa đâu. Ý là nước ngoài thôi, nếu quý vị vừa ra qua rồi, Tư Hoàng xin nhắc lại như cái nước Libya. Nếu mình là người Libya ở ngoài thì coi như là không thể nào mình diễn tả đâu. Rồi đây tới đất nước Việt Nam mình, ví dụ mà nó cái khổ nó diễn tới rồi thì mình cũng phải chịu vậy đó. Nhưng mà thiếu phước đức, thiếu tu, thiếu làm hiền, thiếu thành tử là phải chịu cái trận đồ này.
Vì vậy mà hôm nay Thư Hoàng là lên một cái clip này để xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước, ngoài nước. Cái chu kỳ này, mình không độ mình, mình không lo cho mình, không ai lo được. Ai ăn nấy no, không ăn đói chịu, vì thời kỳ cùng cuối rồi, chẳng qua cái tình thương yêu nhân loại hoặc một dòng một giống. Thì có nghĩa là phải yêu thương, dìu dắt lẫn nhau thôi, cho sự thật ra là xin thưa với cô bác huynh đệ đó. Không còn gì nữa để nói đâu, tới cái giờ rồi. Nhưng mà để nói cái Sài Gòn thì thôi sẵn đây nói luôn à. Trong cái bài mà Đức Thầy nói có nghĩa là sau này là cái nhất là các nơi thành thị là khổ à, cái khổ dữ dội luôn á. Phồn hoa đô hội lưu văn quyết trong 8 câu thơ tứ tiệt, 8 câu thơ của cái bài mà Lũy Tam Châu đó, Thầy nói khẳng định rõ ràng hôm nay Thầy để chỉ nêu lên cái ý này, chẳng qua là cái cơ trời định nhưng mà nó cũng chưa đến đổi. Chứ trong cái bài Lũy Tam Châu Thầy nói là Tam Châu hữu ngạn lị nhỏ xa đó, thập bát chư ban động can qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Rồi tầng ban hậu hận tiêu diêu động, Nam Quốc lương dân kiến linh xa, phồn hoa đô hội lưu văn quyết, dư đảng dọc ngang cấp A ha. Có cái trận đồ này nè, cái trận đồ này nó còn khủng khiếp hơn nữa à đệ ơi. Vì cái trận đồ này Thầy nói Tam Châu hữu ngạn lị nhỏ xa là ba cái châu này nè. Thường thường nếu mà nói cho gọn là ví dụ là Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên nha. Mà khẳng định luôn, tại vì thập bát chư ban động can qua, 18 nước nó qua tranh bá đồ dương, rồi trong cái vùng bảy núi này thì chỉ có là ba cái tỉnh này thôi. Rồi dương gian mảnh thú trừ tàn ác lê thứ hậu lai khổ thiết tha, hậu là đời, là cái đời của mình, lê thứ là Thầy nói chung, mà hậu lai là cái đời của mình, là sau này là khổ thiết tha đó. Rồi tầng ban hậu hận tiêu vô động, tầng là miên ban là nước, nước miên nó hận mình, sau này Thầy nói là hậu hận sao tiêu diêu động là hậu, là sau này nó hận mình đó. Rồi Nam Quốc lương dân kiến linh xa, ở đây huynh xin phép để chia sẻ để mà xuyên qua thôi, chứ còn nói làm sao, không nói, không biết nói làm sao cho tột cùng được. Rồi Nam Quốc lương dân kiến linh xa, Nam Quốc là nước Nam, lương dân là dân hiền, kiến là thấy, linh xa là coi chừng đó, thấy người hiền mới còn thấy, chứ người hung không còn đâu mà thấy. Rồi phồn hoa đô hội lưu văn quyết, phồn hoa Thầy ánh chỉ cho thành thị đó, lưu văn quyết là máu. Thành thử ra là tới chừng đó rồi đó là coi như là các nơi các chỗ, nhất là cái chỗ thành thị, Thầy nói phồn hoa đô hội là chỗ thành thị, lưu văn quyết người mới dư đảng dọc ngang cấp ba ha. Rồi tới chừng đó rồi là các đảng phái mới nghe là ma ha là đại đạo, là chỉ có cái tôn giáo đạo Phật thôi. Mà tới ngày giờ rồi đó thì coi như các nước nó phải bó tay, nó đầu hàng, nó không còn gì nữa, nó không còn tranh giành gì đó. Thầy đó nó khẳng định là Thầy lãnh sứ mạng trời ấy. trong cái bài lô tô Thầy nói cùng mới nói chơi chưa ban hàng phục đó, tới chừng đó nó quy hàng rồi, thành thử đó tới chừng đó nó không còn gì mà nó phải trở lại để mà là coi như là độ trong cái tôn giáo của Phật đạo. Ma ha là đại đạo. Vì vậy mà hôm nay để đưa cái chỗ, ví dụ như hôm nay thành phố Sài Gòn bị nước lũ lụt thì vừa qua rồi, để thấy không, cái vùng bảy núi Thất Sơn mình là nó cao nhất, nó núi là nó cao đó, mà vừa qua rồi nước nó ngập rồi, ba cái vùng mà lúa chỗ đó tiêu diệt hết, rồi cộng thêm cái đó, bây giờ nó lỡ đó, đó là cái cơ trời không đó nghe đệ, báo tin cho mình biết đó nghe, là coi như đất nước Việt Nam mình đó, nó tới ngày giờ, tới giờ rồi đó. Bởi Đức Thầy mới nói mắt nhìn ngoại quốc thảm thê đó. Rồi Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tay, ở ngoại thảm đầy khổ à. Khẳng định là nó phải vậy đó. Vì đây là lời của Thầy rõ ràng là Đức Thầy đã nhấn mạnh rồi. Thì mình thấy các nước ngoài giờ thảm thê rồi đó, mình thấy rõ ràng. Nhưng mà Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tay, ở ngoại thảm đầy khổ, chứ không chạy đường nào cho khỏi. Thì đây là định lực của trời, cái cơ trời, cái phép trời rồi. Mà thậm chí á, sau này mấy cái đập đựng đó, cái đập Tam Hiệp Trung Quốc xin thưa để mà nói nha, nó không có còn đâu, tại vì phép trời không còn, cái cơ trời định không còn. Đức Thầy nói chuyển lưng bỏ bực biên thì ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng quân, không có đê nào mà chịu nổi cái phép trời đó. Chuyển lưng bỏ bực biên thì là mấy cái đê đó. Cái giờ, cái ngày giờ, cái trận đại hồng thủy rồi, đừng nói cái đê gì, cái núi mà còn muốn ngập nữa, đừng nói đê.
Thành thử nó nhiều cái chết đến với mình lắm cô bác huynh đệ ơi, coi như không phải riêng một cái chết, ví dụ là sụp đất hoặc là sóng thần, không biết bao nhiêu cái chết đến với mình. Có nghĩa là rồi chiến tranh nó bùng lên là máu chảy thành sông cái nữa nè, chết khủng khiếp, người hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng hơi thay mua ngàn nè. Thành thử ra hôm nay giờ mình không hiền cũng phải làm hiền, không tu mình cũng phải gắng tu, nó là như vậy. Ở đây Tư Hoàng xin chia sẻ cô bác huynh đệ, những người chưa có cái duyên với Phật Pháp, có nghĩa là người chưa tu đó, thì hôm nay đó, trong cái lúc này là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, tại vì nó chưa tới cái giờ tu còn kịp nha. Chứ để rồi, để tới giờ rồi Đức Thầy Phật đã khẳng định nè, Thầy nói là đến chừng sấm nổ vang thanh e bá tánh, ăn năn đã muộn, tới chừng đó ăn củ sắn không kịp nữa. Mà bây giờ chưa nổ, ngày mới nổ, bữa nay mình thức tỉnh vẫn còn kịp. Nhưng mà có cái là phiên người gần sớm thì xài lâu hư nha. Nếu ai đủ duyên trong cái chu kỳ này, biết cái đời này, cái đời cùng cuối, cái đời mạt pháp, cái đời có nghĩa là cái cơ tận diệt rồi người không còn. Cái khổ đó là bình thường đó, tới tận diệt luôn á. Đức Chẳng Trình Ngài đã tiên tri rồi. Mười phần hết bảy mẹ nó còn có ba, rồi phải hết hai còn có một mới ra thái bình. Như vậy đâu có còn. Thành thử mình muốn sống mình phải làm hiền, mình muốn sống mình phải ăn năn. Thời kỳ này phải làm chứ không còn gì để nói, không tu cũng phải tu, không hiền mình cũng phải làm hiền. Thật tình để mà nói, bây giờ mình ăn chay không nổi, chuyện này cũng phải nổi. Ăn mình cứu mình, tự mình cứu mình, tự mình độ mình, hoặc là ăn xá cho mình. Chứ giờ phút này mà cô bác huynh đệ còn hững hờ, xin thưa mà nói nghe, uổng một kiếp người lắm, uổng lắm. Mình được một kiếp người không phải nói dễ đâu. Là tại vì chuyển lương trong nhân vật các loài, trong đó có các loài vật mới tiến hóa được làm người, hoặc là thầy cho biết là cỏ cùng cây điểu thú chim muông nhân với vật hoàng lai bổn tánh. Mà hôm nay mình được làm người là ví dụ mình biết niệm Phật, mình biết công phu cúng lại, mình biết sám hối, mình biết làm hiền. Các loài nó cũng tu vậy nhưng mà nó không được cái trí minh mẫn được như mình. Là vì sao nó đâu có biết, ví dụ là công phu cúng lại nó chỉ có nghe cái tánh linh, cái linh thính của nó thôi. Nhưng mà tại sao nó tu là vì nó có cái tánh linh. Bà Đức Thầy mới nói giống thú kia là loại sanh cầm mà còn biết kiếm tầm đạo đức, thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng dứt hồng trần, là như vậy đó. Các loại ta cũng vẫn tu rằng tiến quá. Hôm nay mình cũng vậy, mình được làm người mình cũng gắng tu, biết rằng mình tu ở đây mình chưa được chứng đạo thành Phật Thánh Tiên. Nhưng mà thật sự ra mình được dự hội Long Hoa nói đời qua bển, là thầy nói trong cái bài Sứ Mạng rõ ràng, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Thầy nói qua đó rõ ràng, kiến là thấy, diện là mặt, chân sư là Đức Giáo Chủ và Lạc Phật. Thầy nói tu hành mau đắc lắm, và đồng ba về cực lạc một đàn thiệt, cái này là xác thực rõ ràng rồi. Vì vậy mà hôm nay giờ cô bác hồi đó giờ mình chưa có tu, hôm nay mình thấy cái cảnh đời nó đã tới, nó diễn biến cái khổ như vậy rồi, thôi bây giờ mình ăn năn, mình thức tỉnh, mình hoài đầu đi. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, chứ đừng có mờ hồ nói bây giờ tu muộn, tu không kịp, xin thưa không phải vậy. Bữa nay ví dụ như một ngày nay nè, mình là còn cái tâm mình, ví dụ nó còn hung còn dữ, là mình ăn năn hoài đầu hướng thiện, rồi ngày mới là cái tâm mình nó thiện rồi. Biết rằng nó chưa chọn chữ thiện nhưng mà mình là hiền rồi, nó không còn cái tâm hung dữ nữa. Thì Phật chứng chỗ này, thầy chứng chỗ này, có nghĩa là có nghĩa là hỷ xả cho mình, cứu độ mình là nguyện là cái tâm này nè. Vì vậy mà hôm nay thì thôi, để mà vừa qua rồi hiền đệ đưa lên cái ý đề như vậy thì thôi giờ cho qua cái đề tài này đi đệ, chứ nói không biết làm sao cho nó hết ý được. Đạo Pháp vì cái con đường chánh đạo là cái con đường xưa, còn nói về cái chân chánh là cái đời này là đời thúc dục cho con người. Còn cái câu sau sao luôn quên rồi. Chuyển xây thì nó cái thầy đã nói đời đã thúc, tu mau kẻo trễ, hỏi ai ơi, mong sao cho cả cuộc đời tu hiếp để mà cùng, để mà còn toàn thế giới này đã cùng nhau, và tất cả không phải là riêng gì cái một đất nước hay là một người nào, đâu cũng tu được.
nơi nào cũng tu được, chỗ nào cũng niệm Phật được, là khi cha hoàn chỉnh nó gom lại hết là một cái phương tiện. Thầy nói là gom lại hết để sau này mà trả, trả là khi sấm nổ lên, sấm nổ lên đó thì ông Năm ông nổ lên à, thì tất cả 18 nước sẽ vô hết trong cái cả, chứ không phải trả một mình đâu. Chừng đó rồi mới thấy người nào mà tu á thì được đi lên ông Năm nghe, còn mà nếu người nào mà không có tu là đi thẳng vô trong họng của ông, thì ông ngáp một cái là 500. Thường thường đó mà chắc mấy đệ cũng biết. Thì đó là cái phương tiện thầy đã kêu mình, thúc giục mình để mà mình đi vào con đường đạo đức, để kêu gọi tất cả chúng sanh đã tới rồi, không còn nữa, năm nay năm mèo còn gì nữa. Mèo kêu bá tánh lao sao, tới chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Thì bây giờ mình thấy cái đó, bây giờ nó tới rồi, nó không còn nữa. Thế thì con mèo đây là khổ rồi, bắt đầu đó là năm nay là khổ, không phải là riêng bây giờ, mà bắt đầu đây sắp lên là khổ hoài hoài tới như vậy. Xiết vào con đường đạo đức, mình bây giờ mình phải tu, mình tu mới có sống được. Nếu mà mình không tu là mình không bao giờ sống được. Thì bây giờ nó báo hiệu cho cuộc đời mình là đã đến rồi đó, đã tới rồi đó. Thì bây giờ cho mình biết là núi cấm nó lỡ nó chài gì rồi nổ ở trên, nó tùm lum ở trên đó, là cái báo hiệu cho mình biết rằng nó đến, nó sẽ tới rồi đó, nó không còn gì nữa. Thì những người nào ở trên coi chừng. Đây cũng có ngày rồi chư thần cũng kêu xuống hết, chứ không bao giờ ở trên được, đã núi nổ mà thì đâu có ở trên được đó. Thì bây giờ mình phải biết cái sự tu sự hành của mình mới thoát qua được. Còn cái không tu là nếu mà có sắt đá cũng chứ không có chịu nổi cái sự tu của mình. Thầy đã báo hiệu cho mình biết hết là cái sự đã tới cái đời, đời lại tới nó gì vậy đó, tới nó phải nổ mới lầu đài núi cấm mới là bài ra lộ vẻ đó. Cái câu nói hồi nãy mà tôi chưa có nói hết, cái nữa sau này lộ vẻ ra rồi là thấy là sau này là lầu vạn nóc, mình coi mỗi mắt là ngang đẹp vô cùng. Nữa sau này mình phò vua giúp nước được cừ nào mà có khả năng mình lại làm, thì cũng trở về con đường chánh đạo. Thì nó cũng nhiều cái phương diện mà thầy chỉ cho mình đã nhiều cái phương lắm, phương hướng mình đã đi. Nếu ai tu thành Phật thì tu, nếu ai mà trở về con đường làm quan hay là cái gì đó phò vua giúp nước thì cũng tốt. Thì bây giờ nói là cái sự tu của mình là cũng cho bà con biết, anh em biết nó đã đến thúc vậy đó. Thì bây giờ đã tới rồi, không còn gì nữa, không có còn tin mơ hồ ấy, và cái bà con phải tin tưởng. Dạ ông chính thầy nói là đây đến tháng hợi là lý tu dòng dài đó chứ. Có đúng gì không ạ? Vậy thì đó, thì nãy giờ tôi cũng có nói cái qua cái năm mèo là không phải là tháng 10 nó như vậy không đâu, mà nó còn lại phước trăng nữa, nó còn lại là năm tháng hợi á, nó còn nguy hiểm dữ lắm đó. Nếu mà sấm nổ tiếng sấm nổ đầu, không phải có tiếng sấm đặng mà ông Năm ông dậy lên thì cái cồn sụp đó, thì cái đời cho thúc mình biết trước là nó sẽ đi tới mức độ là nó phải tới cái gốc gáo, cái con đường đi của mình. Thì bây giờ đó là thúc cho cái con đường đạo pháp để tiến vào con đường chánh đạo, để lo tu hành trở về con đường đạo pháp.
Dạ, vậy là khi nào thầy mình mới xuất hiện chính? Thì nó có hai giai đoạn đó ạ. À, nếu mà thầy đã nói khi nào mà mình nói mình biết gì gì đi, thì nếu mà Phật gì mà ông Phật ông gì á, thì ngày đó là cái ngày khổ của chúng sanh. Nếu mà ngày đó đó thầy gì đó là ngày đó là ngày phải bệnh hoạn, là giặc giá, là đau ốm, cái chuyện đó ví dụ gì là thầy mới có gì, chứ không phải là gì cái gì mà thầy gì mà cơ khơi đâu. Còn thầy gì một lần cho mình biết là một lần, như vậy là lần thứ hai, là lần thứ nhất là cái đó là cứu tín đồ của thầy đã về đó, gãy nước cái mấy cái lu vú chánh đó ông chùa đó, là nữa sao múc nước gãy, mà không phải nói là gãy một chỗ nghe, thầy gãy là điều hết tất cả năm châu, được chỗ nào cũng dính là hết người đệ tử của thầy. Nếu ai tu thì được hết, chứ không phải là một người hai người, mà tất cả đều người nào tu cũng được. Thì nếu mà được cái nước của ngài cũng như cái nước ma ha gì đó, thì nó sẽ không bao giờ nó bệnh hoạn, mà không có đau ốm, con người sẽ trở thành tốt tư, bệnh hoạn sẽ tiêu tan nó. Còn cái lần gì thứ hai là lần sấm nổ, báo hiệu cho mình biết trước là sấm nổ, là ông Năm Chèo cũng vậy. Nửa này sao nó qua 18 nước, nó qua nó tranh, nó làm dữ lắm mà làm không lợi, là khi nó đem bơm bỏ thì nó cũng cháy, mới bài cháy hết. Còn mà không có phương pháp nào mà nó làm gì được, nó mới cầu thầy về, thầy mới về. Thầy về thì thầy đã về thì thầy mấy ông như vậy, mấy ông làm như vậy thì không đạt, để tôi thu phục ông Năm. Thì ông kêu ông về, ông dỗ, ông kêu ông Năm, thì ông Năm 3 tiếng ông Năm ông lên đó. Thì một thì ông bới đầu, ông bay dưới nước. Hai, ông bay trên không. Ba là ông bay tới trước mặt của thầy. Đó. Rồi thầy nói thầy mới phóng lên lưng thầy mới cởi. Thì con lân mã chứ không phải là con Năm Chèo. Thì ông thầy phóng lên bay biểu diễn cho tất cả coi. Đó. Thì đó là cái sự của ông Năm Chèo với các nước để vô nó trả quả, rồi nó mới phục, sau này nó mới phục. Bởi vì thường thường nói là câu nói của thầy là mà quên đi cái câu này. Nó nhiều cái sự của cái sự tu mình đã đến cái lúc thúc trò để mà mình đi, thì mình phải gắng cố gắng. Mình bây giờ mình nó đã tới rồi, không có còn dự định hay là quyết định hay là cái gì nữa, đã đến như vậy thì bây giờ nói là tu kiếp, nếu không quá trễ thôi. Khi đối đầu, khi gặp chuyện ra nó đến thì không phương nào mà mình chạy đâu khỏi cho khỏi được. Như vậy là thúc kiếp bảo mình là tu chưa cút kéo để mà trở về với Phật, với thầy. Thì ai có tu, miễn có tu thì có hành, thì có đắc. Miễn có tu là có đắc, chứ không bao giờ mà không bao giờ mà bỏ qua hết. Thầy không dứt khoát, thầy không bỏ qua một người nào. Miễn mà tu có thành, miễn tu là đắc đạo, chứ không bao giờ thầy mà ông Phật ông xuống đây, ông thương mình, ông giúp mình, thì ông không bỏ một người nào cái điều chân chánh của Phật. Thì trong cái sự tu gấp mà tu giết mà cho nó kịp cái lúc mà bây giờ sấm chưa nổ là mình còn tu nghe,
chứ sấm mà còn nổ lên rồi là tu không kịp đó. Thì bây giờ còn gắng tu, bà con gắng tu, bây giờ đã đến cái lúc nó đã tới rồi, nó sát cái bên lưng mình rồi đó, nó không còn gì nữa hết trơn, nó không còn nghi ngờ gì nữa. Thì tới tháng 10 này nó dồn nhiều cái lắm, chứ không phải mà nó kéo dài tới, nó kéo tới năm thìn, 5 tỷ, rồi là nó 5 tỷ đó, nó mới hết cái 5 tỷ đó, là cái hết cái đời của mình, cái thời cuộc của mình nghe. Rồi qua cái đó là cái đời sau này đó, là còn là 3.300 mỗi đạo đó là nó thuộc gì là